Hi everybody, welcome back to my channel. Chào bạn quay trở lại channel mình trong hôm nay. Trong video này sẽ đi 8 tựa game nổi bật nhất thời gian vừa qua. Với tựa game đầu tiên mình sẽ cùng các bạn khám phá trong 8 tựa game này. Đó sẽ là Scary Neighbor Valley. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi các bạn. Let's go. Mình sẽ chọn level cho anh chơi nhé. Level 12. Find the package and read the boy simple. Ok các bạn. Oh my god. Mình sẽ lấy được sao đây? Bây giờ đi quá chậm rồi. Giờ mình trong cái phòng này. Mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai cho các bạn nào. Plants vs Zombies. Quest please. Cross to our light game thôi. Let's play. Banner. Đây chỉ là đường gọi. Cũng gọi đúng một trên mạng. Free play. Đó phát đi mình open. Opulent. Thank you.
Ok, mùi quên. Cho được 13.800 vào bên kia chỉ 89 nữa bạn. Tớ tưởng nào. Thế là mình sẽ chuyển sang tiệm thứ 3 cho mình nào bạn. Ice cream chung. Cũng bắt đầu nôn tức em nào. Display. Cho đi xuống nào. Đi xuống. Mình chích kìm vào đây không ạ? What will the ice cream maker want? Jay, help me out of here, please! Hãy chú giác nào ạ. Để tiếp tục tìm những cái thùng này. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure, I could do something with this. Đến đây các bạn. Các bạn phải cho mình lên. Mình cho áo mình lên lên. Đu sang đây nào.
hết nó bắt đầu vào ạ. Đấy, bị ngang lên rồi. Quay chạy xe nào ạ. Chúng ta sẽ thắp nến và cầu nguyện cho con trai của ông ta. Đó, don't start. Con chú hai sẽ giúp chú Bell để xuống nào. Let's check it out. Quay trở lại dạp chiếu phim để đổi. What was the ice cream? Các bạn như thế nào bạn? Đi ngay là chết ngay rồi. Nên sao để ông ta đi nhanh hơn nhỉ bạn? Thắp nến ở đây, nến bao chiêm là chúng ta có thể kích hoạt được con và bạn ngoài trước trả báo ạ. Ok, chỉ thế thôi và mình sẽ chuyển sang game thứ tư cho các bạn nào, trong video show này. Đây là nhiệm vụ ăn 20 cá bông. Vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu. Phần chi nhiều tổng thì chỉ đi cho là giờ trong phần chơi được bạn. Yeah, phần chơi đang dưới hợp dòng tạc ạ. Phần chấp 1 first trap cùng chúng ta cho thắp vào đây nào. Đi xong này các bạn, cho sẽ đang đi tìm chiếc một máy phát phát điện này. Cấp điện cho những cánh cửa sắt màu vàng đã chế tạo ra. Đây rồi. Cánh cửa cuối cùng cho cần bị quà đấy. Quay trở về cấp điện lại toàn bộ cho những cánh cửa sắt nào.
đi đường xuống thấp vào đây nào. Có một khu đường này chúng ta chơi đi qua được ạ. Sau nhé, và mình sẽ cùng các bạn chuyển sang tự nhiên thứ 6 nào, cho quét hoa được game trừ và mình sẽ bắt đầu từ đây vào đầu 5 nào ấn một tuần nôn đi bật mình xuống nào. Cái này mà hả ta nè bạn. Mình mới kịp được không? Sao chốt. Và đây chính là biểu tượng của tựa game True 2 này. Tập vô giữa này. Cho hắn ăn đi con cá này. Anh ta là bác sĩ cho cảm giác cho các loài cá rồi. Đây gì? Ok. Bây giờ mình cùng chuyển các trang tự nhiên thứ 7 nào. Đây như vậy. Let's begin now. Mình chọn là pháp thứ. Mở thứ hai này bạn, taxi. Tiếp đây nào. Ready in death and taxi. Bắt đầu ạ. Chuyển sang tựa game thứ 8 các bạn, Scarity cho bạn đấy. Let's play nào, chọn tựa play. Most Scarity ever. Bắt đầu nào các bạn. Chào tắt hy vọng vào ta để trở thành một nhà lướt ván chuyên nghiệp nào. Ice looks frozen over. Let's check. Perfect. Seems to be a good skating session. Giờ chúng ta hãy trộn muối vào trong. Chúng ta chuẩn bị nhé. Chuẩn bị muối lắm. Chúng ta chuẩn bị rồi. Chúng ta sẽ xong rồi. Chúng
cho bà ta vào đó ạ. Mình cứ lên một tháng rồi. Chào cho đồng hồ. Rồi chạy đi canh này. Chào cho đi bước quay rồi ạ. Thank you so much and see you soon. Goodbye.